gì thơm quá chị em mình bỏ đây đi ăn cơm đi, chút rồi lại kêu đi đi. Hình như là cái bà Bảo Ngọc hay sao á. Không ơi, bỏ đại đi đi. Rồi thì mình đi mấy đứa đi ăn cơm đi. Rồi chút về mình kêu sao. Ok.
bảy có một anh trai. 57 vừa có một anh trai chúng được quý vị khoan ở xé bảo là vé chính trường hợp cơ sở kịch người phong nha. Ngay bây giờ các tuyển đều sẽ giang xuống ở dưới phục vụ quý vị lá vé vẫn y cũ 10.000 đồng. Rồi vòng loại 0085 hợp lệ 57 vừa kêu qua có 1, 48 có 2, 36 có 3, 15 hợp lệ. Lương chị Cẩm Nhung hôm nay chia đôi nha anh. Dạ, cái tội mê trai. Dạ rồi, 4 con số bên trên hợp lệ, anh ơi chọn một con bao lì xì cho mình đi anh. À, anh chọc bao đó, anh chắc ăn chưa? Chắc rồi đúng không? Rồi, anh chờ đây giúp em. Dạ, bên trong là Thái Lộc Xuân 300k. Trời ơi. Vâng à, phần thưởng của anh là bông bao lì xì thì giá 300.000 rồi. Anh cho em xin lại cái bông bao này nhé. Cảm ơn anh. Dạ rồi. Quá xuất sắc, lần thứ 3. Ôi ôi, quá hay.
Rồi ngay bây giờ cứ người đẹp ra phục vụ quý vị, mỗi lá vé là 10.000 đồng.